Chị ơi. Ơi. Gửi xe cho em ơi. Thế không à? Xe đi được ạ. Chị ơi. Ơi. Gửi xe cho em ơi. Thế nào à? Xe em tự nhiên nó chết máy. Biết em chết máy nó là gì đó. Cái này thì sao đấy? Cái này kiểu này. Dưới từ dây buộc vào. Nó bị đứt. Nó bị đứt dây phanh rồi. Thế buộc hay đi được ạ? Bây giờ lấy luôn á. Tí nữa lấy nhá. Tí nữa em lấy. Thế để đây, ok không? Thế thì, tí thì sửa cho em. Nhưng em bây giờ lấy trước. Sao không ngủ à? Ban đêm cũng không cho ba ngủ không á. Chỉ nào ngủ về thôi. Ăn cái gì á?
chung đấy.
vặn mẹ đi. Bơm thì cứ bơm nó.